Thưa chú anh chị nha, cũng tối rồi nhưng mà cũng tăng ca bán cho nó hết máy. Thì tiếp tục em còn 540 HP, 39cc, 40cc, 40 ly, cũng là hàng giống như xà nước vậy nha cô chú anh chị. Cái chuông em thấy nó giống như chưa có cái dấu gắn xích luôn. Cũng là năm 2022, mã nó là 300011, đẹp ghê ha, mã quân số đời. Em không có chơi số đề nha. Em thì cờ bạc thì thôi, em miễn. Em thì không hút thuốc, cờ bạc thì không chơi, cá độ thì không chơi, cà phê thì không uống, bia rượu thì cũng có lai rai, cũng không phải ghiền. Em nói thật, nhiều khi cả tháng em cũng chả có uống giọt bia giọt rượu nữa đó, em cũng ghiền. Chỉ qua lâu lâu gặp bạn bè hoặc là về nhà gặp anh chị ở trong nhà rồi ấy thì làm tí cho vui vậy đó. Ngủ cho dễ vậy thôi chứ em cũng chả ghiền. Nói chung là em cũng không có ghiền, ngoài ghiền kiếm tiền. Kiếm tiền thì em làm việc kiếm tiền thì em rất là ghiền, chứ còn mấy cái việc kia thì em cũng không ghiền lắm. Rất đẹp đó. Máy này thì nó cũng giống như xài lướt mà. Về đổ xăng thì dùng thôi, có gì đâu cô chú nhỉ. Thì lúc sớ thì khoảng tầm 2-3 giờ hay trưa gì đó, em có đăng trưa sao em có đăng hai cái con máy đèn ngắn Ryobi 3635 màu vàng vàng, mà có một con lâm xích thiệt đẹp ấy cô chú anh chị. Cái video mà có cái con lâm xích thiệt đẹp ấy thì không ngờ là em lại bắt gặp được một kẻ lang thang trên mạng lại vào bình luận bảo là không, nhiều cô chú chị bảo là mình đừng có quan tâm, nhưng thực chất là không, không phải là ở đây là quan tâm, mà đôi khi mình cũng nói thẳng để cho người ta bớt bớt sống cái tào lao. Em đang bán 2 triệu, xong rồi đại ca đó chạy vào bảo là có cái hai cái kênh kia nó bán máy đó giá chỉ một nửa giá của em bán thôi. Có nghĩa là em đang bán 2 triệu thì hai cái kênh đó nó bán chỉ có 1 triệu thôi. Cái kêu em bán mắc thì em mới nói là nếu mà có bản lĩnh mà phát ngôn ra cái câu đó ấy, thì em xin phép em đặt 1.000 con, y miễn làm sao nó đẹp y chang cái con mà trong video em quay em bán ấy, là được. Em đặt 1.000 con giao qua cho em với cái giá 1.200.000 luôn, thì một con nó kêu là thấp hơn giá em bán một nửa thì 1 triệu, thì bây giờ nó lấy 1 triệu mà nó bán lại cho em 1.200.000 thì nó lời 200.000 một con rồi, mà 1.000 con là nó kiếm được 200 triệu rồi mọi người, đâu đâu có số ít đó. Em cho một cái bài toán làm ăn nhanh gọn lẹ luôn, mà không có bản lĩnh làm mà cứ đi phát ngôn tào lao. Đã hàng bãi này nó rất là nhiều cách bán, rất là nhiều kiểu bán, cũng một loại máy độ đẹp khác nhau đó. Nội thất bên trong nó khác nhau, rồi bên ngoài nó khác nhau đó. Rồi cái lúc và cái cách nhập của mỗi người nó khác nhau nữa, nó sẽ quyết định được cái giá bán đó. Mình ví dụ như mình cảm thấy nó mắc so với số tiền mình bỏ ra thì mình có thể khoan không mua, mình tìm chỗ rẻ mình mua, chứ có gì đâu mà phải đi vào sân si. Mà gặp cái thể loại sân si ấy, thì em cái gì đúng ấy thì em không nói, nhưng mà cái gì sân si vô mà kiểu như người ta gọi là khua môi mua mép ấy, miệng lưỡi leo lẻo ấy, nhưng mà dốc dốc không á. Thì em bạn có bạn không có bản lĩnh mà cứ phát ngôn với em, có bản lĩnh thì mình mới nói cái kiểu đó chứ. Em đặt 1.000 cây luôn, giao tới kiếm 200.000 một cây, 1.000 cây là 200 triệu, vô khỏe re, vợ con nó được nhờ nữa, bản lĩnh thì làm liền chứ trời. Mà có làm được đâu, làm gì có cái quái nào mà cái giá đó để nó mua. Mấy thằng dốc lát mệt quá cô chú anh chị, nó mới lắm, chị giật nó mới cho này. Wow.
khỏe lắm nha. Nó 3940cc á. Trọng lượng của nó thì cũng không nặng, nhưng mà nó đầm, cũng khá là đầm máy. Đó, mình hạ gốc cây hay là mình cắt mấy cành mấy nhánh nó rất là mạnh, cô chú anh chị rất khỏe luôn. Lực của nó rất là khỏe, tua nó nhanh lắm. Thì cái con này thì con ốc nó con cái nắp nó cũng không có đồng bộ nha cô chú anh chị. Cái nắp thì em lấy một cái nắp hù giống như cái con mới nãy em đang. Mà cái con mới nãy thì anh khách của em quen cũng chốt rồi nha cô chú anh chị. Cũng chịu khổ mua rồi nên là con đó em bán rồi. Giờ con này là một con cũng vậy luôn, mà đẹp, rất đẹp. Con này thấy này mọi người, thấy cái chuông nó giống như chỉ có gắn xích vô để test thôi chứ không có ấy. Đó mọi người, thấy cái chuông không? Mấy cái khía không phải như không có dấu luôn. Nó tuyệt vời. Mới đó. 2022 mã nó là 30011. Mã nó khác cái con kia nha cô chú anh chị, không kêu có một con đang bán miếng này nhớt ra. Mà không, trong này nó không có nhớt đâu cô chú chị, lúc mà nó mất cái nó không có cái nắp ấy, nó chạy nhớt ra hết. Chứ nó không còn trong. Về kiếm một cái ốp lam mình dùng tạm, kiếm một cái ốp lam để dùng tạm để lắp lam xích để dùng tạm. Rồi mình tìm cái nắp zin của nó sau nha cô chú anh chị nha. Mình tìm cái nắp của Komatsu 360 hay 3600 gì ấy cô chú anh chị, 3600 37 gì á. Komatsu cũng được nha, nó chỉ khác màu là cái màu đen thôi, nhưng cũng dùng chung luôn. Đó, nó cũng là của hãng Hu luôn. Đó. Này cũng là giá 2.2 triệu em bao ship nha cô chú anh chị nha. Đó. Thì mấy cái đầu như thế này mà nó thiếu cái ốp lam ấy thì chắc hình như có 2-3 đầu vậy thôi. Thì em bán với cái giá này cho nó nhanh để cô chú anh chị có cách mà không cần phải dọn máy ha, không phải về dọn lại máy cưa rồi. Bao ship nha, 2.2 triệu em bao ship. Rồi cái đại ca mà dốc dốc cái mỏ kêu cơn kia nó bán rẻ hơn một nửa luôn ấy. Mình em bán giá cao gấp đôi ấy, dốc dốc cái mỏ nữa vô đây nè, kiếm 1.000 con như thế này giá một nửa giá em đang công khai nè, rồi bán cho em cứ con kiếm lời 2 xị thôi. Dọc dọc cái mỏ em nói thiệt, mấy cái thằng dốc dốc cái mỏ sao mệt ghê, anh không ngồi rỗi sao, mấy thằng vô công rỗi nghề sao mà người ta làm không hết việc còn nó thì cầm bô cái mỏ. Cái này thì mọi người cắt một cái ron mọi người bịt trở lại thôi, cái nắp này nè, chứ không có liên quan đến máy. Con kia nó cũng vậy mọi người, con kia nó cũng có vậy. 2.2 triệu bao ship.